chào tất cả các em. Video trước chị đã chấm thử bánh quy kem với cả bánh quy với cả kem rồi, nên là video này chị lại thử chấm bánh Cremo với kem. Mà đây là bánh Cremo tất cả các vị luôn các em ạ. Bây giờ chị sẽ chấm bánh quy kem sữa với cả là kem vị dâu xem như nào. Đúng bước nha. Xoay bánh, nếm kem và chấm vào kem. Bánh kem sữa này chấm với kem thì chị thấy là vị bánh nhiều hơn vị kem các bạn. Bánh quy sô cô la kem vani. Bánh quy sô cô la kem vani. Ủa tên dài thế nhỉ. Này, thử nha. Bên trong nó màu đen luôn này. Cái này ngon hơn rất nhiều em ạ. Vị sô cô la kết hợp với lại kem dâu tây ngon thật. À, chị biết rồi. Hóa ra nó đây là sô cô la kem. Nó cũng có thành phần kem, giống như kem ở trong hàng ăn ngon thế. Để thử vị tiếp theo nhá. Màu hồng này đi. Màu hồng là vị gì đây? Bánh quy kem hương dâu sữa chua. À, vị này chắc là hấp dẫn lắm đây. Bánh này có thêm sữa chua thì chắc ăn sẽ rất là ngon. Bên trong nó màu hồng này. Kem dâu sữa chua. Wow, rất là giống nhau luôn. Cái này thì cũng là vị dâu sữa chua. Một mùi thơm rất là lạ, đặc biệt khi kết hợp hai loại dâu này với nhau. Sau khi ăn ba vị thì hiện tại vị kem dâu này vẫn là ngon nhất. Xem thử vị tiếp theo. Màu xanh này đi xem nào. Đây màu xanh. Đây là vị bánh quy nhân kem dừa. Chị lấy một nửa cái ra thôi. Đây kem dừa thì bên trong có màu trắng các bạn. Lại chấm một ít kem nữa. Kem dừa rất là ngon các bạn. Ôi thơm lắm, rất là thơm mùi dừa luôn. Theo chị cảm nhận thì cái vị này cũng lại đang dẫn đầu rồi. Vị kem dừa ấy là ngon nhất. Chị sẽ thử tiếp sang vị bánh quy sô-cô-la kem sô-cô-la. Hay chưa? Sô-cô-la kem sô-cô-la. Kem màu nâu luôn. Tại vì sô-cô-la kem cũng sô-cô-la mà. Cái này tại vì nhiều sô-cô-la quá nên là ăn toàn vị sô-cô-la thôi, không thấy vị kem dâu đâu hết. Chị không thích cái vị này lắm. Cuối cùng, bánh cuối cùng nó kèm thêm choco chip. Tức là kèm sô-cô-la chip các em ạ. Màu vàng. Chị thử xem cái bánh này bên trong nó như thế nào. Ủa, bên trong nó hình kiểu khác luôn. À, đây các em ạ, hình giống hình bánh quy này. Em cho chị sẽ chấm được. Cái thành phần bánh quy này nó là có thêm hạt điều các em ạ. Hạt điều khi chấm với lại kem dâu. Dầu của chị đã chảy nốt hết rồi. Các vị bánh này thì không ngọt như các bánh khác. Ăn nó cũng bình thường em ạ. Tổng hợp lại ba vị là theo cảm nhận của chị, và chị sẽ đình chọn là nhất thuộc về kem
cream ô vị sữa dừa. À, kem dừa. Và giải nhì sẽ thuộc về cream ô vị hương dâu sữa chua. Video của chị đến đây là hết rồi. Xin chào và tạm biệt các em trong những video tiếp theo.